Chào anh em, thì ở video này mình có nhận được một cái gói hàng đây. Thì cái gói này là cái mình đặt máy in điện tử, máy in á. Thì mình lần này mình đặt thì mình sẽ quay lại video cho anh em xem để chia sẻ anh em kinh nghiệm cho các anh em mà chưa biết thôi. Đó thì mình chỉ muốn quay lại thôi để chia sẻ anh em thôi. Thì đây là gói kiện mình nhận được. Thì nó đóng gói cũng tương đối là chắc chắn. Cái này mình đặt ở bên Trung Quốc ở cái trang JLCBCB. Thì mình thấy quảng cáo nhiều quá thì mình thử đặt xem chất lượng như nào. Thì cho anh em, nếu mà anh em xem về cái điện tử nhiều thì thường nó quảng cáo rất nhiều, đặt máy in 5 PCB á, 5 chiếc á, thì giá chỉ có là 2 đô. Đó thì đây mình thử. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem nhé. Đây có cái này thì nó có cái thường thường ở ship về Việt Nam thì có hai phương thức vận chuyển chính. Đây là DHL là vận chuyển nhanh ấy, thì mất khoảng từ thời gian mình đặt đến nhận được khoảng 1 tới 2 đến 3 ngày, 2 đến 4 ngày khoảng đấy. Còn nếu mà đặt ship thường là đây mình ship qua bên SF đây. Đây tên đơn vị vận chuyển nhé. Thì thời gian mất khá lâu, lâu hơn kia khá nhiều ấy. Thì phí vận chuyển nó cũng rẻ hơn một tí thôi, nhưng mà thời gian nó rất là lâu. Thì cái này mình đặt tận mất 2 tuần, phải gần 2 tuần đấy thì mình mới nhận được. Lần trước mình cũng đặt một lần rồi mà chọn phương thức vận chuyển là DHL. Thì khoảng như 3 ngày là mình nhận được thôi. Thì đây cái gói hàng này thì mình đặt mất 2 đô, nhưng mà tiền ship đã trừ đi bạn khi bạn đặt lần đầu á, bạn được trừ 8 đô tiền, nói chung là chiết khấu 8 đô với mình. Thì trừ hết ship đi thì còn ship là 2,85 đô, thì tổng của một order này là 4,85 đô. Đấy, thì anh em là thanh toán ngân hàng trước thì nhận được hàng nhé. Mình bày mình bóc ra cho anh xem nhé. Đây là cái hộp và sản phẩm bên trong. Đây mình mở ra. Đây là cái gói bên trong này thì khá chắc chắn, khá là đây nó có một cái lớp hạt hơi hộp xốp để hộp sóc. Để sang bên thì ở đây nó có tặng một cái thước, vừa cái thước vừa là cái kính lúp luôn. Đây thì đây là cái sản phẩm của mình. Đây thì đóng gói đây, thường thường có một cái gói trong ấm cho ngay luôn. Đây, mình sẽ rạch ra cho em xem. Đây có 5 PCB. Thì đây là cái mình đặt về. Đây cái này là cái game Arduino, cái mạch game Arduino ấy. Thì đây mình đã có đặt 5 cái. Đây là nó có hai loại mạch in, cái mạch in là một lớp hay hai lớp là chính. Thì hai mạch này có giá tương đương nhau thôi. Có anh em muốn đặt nhiều lớp hơn như là 8, 12 lớp thì giá sẽ khác. Đó, đây là mình in hai lớp nha, giá một hai lớp đều như nhau thôi, mình có đặt hai lớp được. Thì khi mình đặt hai lớp ấy, thì cái lỗ kia nó sẽ được đóng hai bên thì nó sẽ chắc hơn. Anh em cắn linh kiện ra, thường thường nếu mà mình in một lớp ấy, thì lỗ kia này chỉ một mặt thôi, thì anh em lay lay linh kiện này nó sẽ dễ bị bung cái bia ra, lỗ ra. Mình đặt hai lớp ấy, thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đây là cái mạch của mình.
cái này mình đặt là bừa thôi chứ không không có là trau chuốt quá đó. Mạch thì nó có nhiều màu, anh em thích chọn màu cũng được, như là màu đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, xanh đó, thì anh em đặt màu nào cũng được. Thì kích thước cái độ dày của cái mạch này là 1,6 mm thì rất chắc chắn luôn. Cái video này mình quay lại cho anh em để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em thôi. Còn nếu anh em là muốn đặt á thì đặt cái này thì mình sẽ hướng dẫn ở phần sau này, thì mình sẽ hướng dẫn cách xuất file ghi bách. Cái file ghi bách đây mình xuất ra là mình gửi cho họ thì họ cho máy họ in được luôn. Thì mình có xuất bằng Atelium Design, mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Nếu khác anh em có thể tham khảo. Mình vừa đấy đang quay thì nó máy nó hết dung lượng, thì mình xin nói lại một chút nhá. Thì ở đây có mình có đặt 5 cái thì mình chỉ dùng 1 cái thôi, thì 4 cái này mình sẽ gửi tặng anh em. Thì vì số lượng chỉ có 4 cái thôi nên mà mình sẽ làm một cái khung để anh em điền vào, để mình chọn ra người nào sớm nhất thì mình sẽ tặng anh em nhé. Đây thì anh em chỉ cần trả phí ship thôi, còn đâu anh em về anh em mua anh kia anh gắn lên là được. Đây trả chắc chắn luôn, mình làm xong mình sẽ chụp ảnh lên mình cho anh em xem, hướng dẫn anh em cách làm luôn. Thì hoặc là anh em xem video trước mình đấy cũng được, anh em cắm bàn anh kia lên là xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xuất file GIMP ở phần mềm Atelium nhé. Thì đầu tiên anh em mở cho mình cái phần mềm Atelium lên, sau đó mở cái file mình cần xuất ra đó. Thì bây giờ anh em có thể ấn vào anh em ấn đây này, sau đó chọn là này, ấn tab, chọn cái lớp đây, còn ok anh em vẽ một lớp xung quanh cái mạch mình cần đi làm mạch á đó. Anh em vẽ xung quanh cho mình nhé. Rồi đây có nghĩa là cái đường lớp này máy nó sẽ biết là để đường là cho mình để mình để nó cắt cái mạch ra. Thì đâu xong đó anh em ấn edit, đây chọn all green này, xong rồi ấn set, anh em chọn cái nút cái điểm gốc ở phía dưới bên trái của cái mạch của mình. Đây anh em ấn vào đấy đó thì sẽ biết đây là nút gốc. Rồi sau khi đó rồi sau đó thì anh em ấn file, ấn vào đây và anh em nhìn cho mình á, mình đọc không chuẩn, mình chọn là GIMP file. Rồi ở thẻ đầu tiên anh em chọn là mm, rồi chọn là format là 4:4. Thẻ layer thì anh em ấn vào đây cho mình, rồi ấn use on đó, thì máy nó sẽ tự biết mình có những trong mạch mình á có những lớp nào để họ để nó xuất ra, anh em thể tự xuất được, tự tích được. Đây là các lớp của nó, anh em muốn in lớp nào thì anh em ấn tích vào lớp đó, và không muốn in thì thôi anh em sẽ bỏ tích đó. Rồi tại thẻ cuối cùng anh em chọn mình yêu shop đây, anh em chọn này mình nhé đó, sau đó ấn ok là xong. Rồi, đợi một lúc. Rồi đây mình có một cái lớp, đây là một cái lớp để nó tạo mạch in rồi. Thì bây giờ anh em trở lại cái tab mạch in vào đấy, sau đó anh em file ấn đây, sau đó ấn đây nhá, NC này, green file này, ấn đây để tạo cái lỗ để nó khoan đó, vào đây. Thì tại đây anh em chỉ cần tích vào mm format 4:4. Rồi thế là xong, em ấn ok. Rồi ấn ok tiếp. Đó, đây là lớp để nó khoan. Anh em được hai file này. Anh em bây giờ anh em lưu cái này vào là nó có sẵn cái file mình vừa xuất ở trong đấy thôi. Ok, đây mình anh em vào lại cái mục mà chứa cái file file in đấy, anh em sẽ nhìn thấy file GIMP. Ok, anh em trở lại cái thư mục mà mình vừa mở cái file mình in lên á, sẽ thấy cái chỗ file GIMP. Thì đây là toàn bộ file GIMP của mình nhé. Đây, mình, đây. Anh em có thể trước khi ấy thì anh em cho một thư mục thì nó sẽ tách cái file GIMP ra. Đây mình để chung nhìn hơi khó. Đây, toàn bộ file GIMP nó được như này.
từ đây. Anh em có thể nhìn theo cái ngày này để anh em chọn cái vùng kia đấy. Ok, anh em có bất cứ cái thắc mắc nào thì có thể comment ở dưới mình giải đáp.